cho tới ngày hôm nay thì từ trước đến giờ thì là bao nhiêu tượng có ngày rồi thầy? Thì khoảng chừng thì trên dưới 3.000. Thầy là cái người cũng là một vị đầu tiên của Việt Nam chơi đạt ma, thì có phải như vậy không thầy? Khách quan nhất thì là đúng vậy. Không có sách, không có đạt ma, thầy biết sống sao? Thầy là người đầu tiên mà yêu cầu họa sĩ vẽ mà đạt ma bộ xương. Thầy ơi, nếu mà tính tới ngày hôm nay á, mà cái công trình gọi là sưu tầm của thầy á, cho tới ngày hôm nay thì từ trước đến giờ thì là bao nhiêu tượng có ngày rồi thầy? Tượng rồi hình rồi tất cả về ngày. Nói thẳng ra là thầy cũng không có đếm. Thí dụ lười không có đếm. Nhưng mà đôi khi cũng siêng muốn ngồi dậy đếm, nhưng đếm cái lộn lui lộn tới hoài cái mệt quá. Thì khoảng chừng thì trên dưới 3.000. Trên dưới 3.000, đầy đủ tất cả chất liệu. Không có chất liệu gì mà thiếu, từ tranh cho đến ảnh. Đó, ngoài hai thứ không có thôi là kim cương với bàn rồng. Đạt ma bằng kim cương không có. Dạ, nhưng mà đạt ma bằng âm bốn không có. Không ai dám làm chứ. Có, bây giờ là khác rồi con. Nhưng mà nếu mà như vậy con nghĩ nha, theo con thôi, là trên cái hành trình mà sưu tầm á, gần 50 năm của thầy, với số lượng nhiều như vậy thì chắc có lẽ là mỗi vị sẽ là một câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn luôn. Chính xác. Con nghĩ là đó, cả một cái nó vừa có một tí tâm linh, lại có vừa cái sự chuyển hóa của ngài để có một cái công trình. Đối với con nha, đối với riêng con nha, là con cũng đi rất là nhiều nơi, cũng gặp rất là nhiều vậy, cũng sưu tầm, nhưng mà chỉ vẻn vẹn khoảng hai mấy ba chục bức tượng để con nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay con lại đây con, từ con không biết nói sao nữa, từ vỏ sò vỏ ốc tới giờ con chụp lên cái gì cũng dính, là ví dụ như con chụp lên cái gì cũng có ngày đạt ma hết trơn á, cho nên là con thấy rất là hay. Thì đó là cái vô máu rồi, tại nó bơm vô máu rồi. Nó nói cho đúng á, người ta có một cái câu như thế này. Tất cả nhân tài đều tới từ sự đam mê. Đó là một cái câu mà của một danh nhân, một triết gia nào đó, thầy không nhớ. Mà thật sự đối với thầy, thầy không bao giờ quan trọng cái chuyện mà hình thức đó, lấy cái nội dung đó, ai cũng được. Không nhớ tên người đó, không quan trọng. Khi đôi khi Osho, ông hay ở chỗ nào phải không? Ông lấy cái lời của Trang Tử, ông nhét vô miệng cái ông tu đạo Hồi. Hồi giáo xuất phi hoặc là công đồ Hồi, ông nhét vô lão tử, ông cũng quan trọng cái hình thức, miễn sao nói ra cái nội dung. Đó, thì cái câu đó của một danh nhân, một triết gia nào đó, thầy thấy thầy không nhớ rõ, nhưng mà thầy thì thêm hai từ đằng sau thôi. Tất cả những nhân tài đều tới từ sự đam mê, thêm hai chữ nha, bền bỉ. Phải có bền bỉ. Phải có bền bỉ, chứ không phải đam mê nhất thời. Đây rõ ràng nha. Đây là nói rất là rõ ràng. Đam mê một cách bền bỉ, chứ không phải đam mê. Cái thằng đam mê nhất đời thời á, nó không đi tới đâu được. Chơi hồi nó chán. Thấy không? Biết bao nhiêu người cũng Sài Gòn này, biết bao nhiêu người cũng chơi đạt ma, chơi hồi chán. Còn thầy chơi là thầy chơi bền bỉ. Bền bỉ mà chơi cho lăn lóc đá cho mê bận đời. Lấy hai câu đúng kiều. Chơi cho tới chết. Ta chết thì thôi, không bán một bước nào. Đạt ma đã vô cái nhà này là không bao giờ bước ra. Theo thầy như thế nào thì nó rõ hơn cho con nghe. Tức là sao? Thầy thầy muốn rằng cái bộ sưu tập, cái kho tàng đạt ma của thầy, để dùng cái chữ sưu tập là ra người sưu tầm, mà không phải tại phải người sưu tập. Cái kho tàng này á, thì khi thầy mất đi, thầy muốn giao lại cho con của thầy. Nó tên là Đạt Đa. Đạt Đa là lấy hai âm cuối của sĩ Đạt Ta, tức là tức Đạt Đa, lấy hai âm cuối đó thôi, giao lại cho nó. Nếu sau này á, nó muốn tiếp tục phát triển thì nó phát triển. Đây là một cái kho tàng tâm linh của nó, đối với chứ không phải là nói về vật chất. Thì ta cũng nói đây là một cái kho có giá trị tinh thần rất là lớn của cha truyền lại. Mà thì nếu mà nó không có muốn tiếp tục á, thì
cái yêu cầu duy nhất của thầy là hiến tặng lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả cái kho tàng này. Mà đây là cái điều không phải thầy nói riêng với Quang Châu, bạn bè thầy ai cũng biết. Anh Sĩ, anh xưa nay anh có cái tâm nguyện như vậy, cho nên Đạt Ma vô đây không bao giờ bước ra. Không có thể thì Quang vô đây Quang dụ cho thầy bán một bức nào cho Quang được hết á. Không thể. Dạ. Không thể, thấy không? Dù bây giờ Quang đổi cho thầy một cái ông Đạt Ma mà quý giá mắc tiền hơn Đạt Ma của thầy, thầy cũng không đổi. Bởi vì cái ông Đạt Ma của thầy đó đã, nó mang biết bao nhiêu là kỷ niệm của thời gian, hiểu không? Gọi là cái hành trình, đi theo thầy một cái hành trình, không dạ. Không đổi được, không đổi được, không đổi được. Mang một ông Đạt Ma mười mấy 20 triệu tới đổi ông Đạt Ma thầy mua 600 mà thầy cũng đổi. Đây là sự thật, yeah. Mà bạn bè thầy ai cũng biết hết. Yeah. À, nó rõ ràng là như vậy. Chính vì đam mê Đạt Ma Sư Tổ nên khi thầy Sĩ về Việt Nam á, thì có một cơ duyên thầy kết nối rất nhiều anh em nghệ sĩ, họa sĩ, nghệ nhân hay là nhà sưu tầm v.v. Và các vị ấy á, trở thành những người bạn thân thiết của thầy thông qua chỉ một mối liên kết, đó chính là chân tượng của Ngài Đạt Ma Sư Tổ. Những anh em chia sẻ rằng vào những năm 90, thầy là người dấy lên phong trào chơi tranh và tượng của Đạt Ma Sư Tổ tại Việt Nam luôn. Khi ấy thì thầy rất là cô đơn vô cùng, chẳng có ai mà có thể chia sẻ về tổ cả. Nhưng bây giờ thì có một hội và hầu như anh em ai cũng công nhận thầy sở hữu một khối lượng lớn về Ngài Đạt Ma Sư Tổ. Chưa dừng lại đó đâu nha, cái quan mê á, và thích nhất á, đó chính là các tượng của Ngài Daruma, tạm gọi là Ngài Đạt Ma của người Nhật. Có thể nói thầy Sĩ là người đem tượng Daruma của Nhật về Việt Nam và cũng tạo nên cái phong trào là Daruma tại Việt Nam. Nhưng bây giờ muốn tìm hiểu sâu hơn nha, chi tiết hơn thì có lẽ nghe thầy nói sẽ hay hơn Quang nhiều. Con có đọc những cái tờ báo của các anh, các anh nghệ nhân cũng như những người bạn trong nhóm, thì có nói là thầy là cái người cũng là một vị đầu tiên của Việt Nam chơi Đạt Ma, thì có phải như vậy không thầy? Thì nếu mà nói một cách khách quan nhất, dạ, và không có mang tính cách không có một cái ý gì hết, dạ, không dạ. Khiêm nhường mà cũng không khiêm nhường, dạ. Hiểu không? Rồi, dạ. Khách quan nhất thì là đúng vậy. Dạ. Tại vì thầy về đây, thầy là người thế hệ của thầy là thế hệ đầu tiên là về Việt Nam. Dạ. Và thầy về Việt Nam năm 1990. Dạ. Năm 1990 là thầy về thầy thăm Việt Nam thôi. Lúc đó đã xa quê hương, rồi đi năm 75, thấy không? 75, 85, 95, 75, 85, 90 là khoảng mười mấy năm. Dạ. 90, 91 gì đó, không quên là đại khái. Tức là trước ngày mà Mỹ bỏ cấm, Mỹ lúc đó Mỹ còn cấm vận. Dạ. Đó. Thì thầy về là lúc đó mục đích là thăm quê hương, thăm gia đình, thăm người thân, nhưng mà mục đích thứ ba nữa là đi lùng Đạt Ma. Mà thầy nói thật với Quang á, lúc đó thầy chơi Đạt Ma mà một cách rất là cô đơn, không ai biết Đạt Ma là gì hết đó. Những cái tay chơi Đạt Ma giàu có bây giờ vào thời đó thì nó là khác. Hiểu dạ, không? Dạ con hiểu. Nó khác. Nó vào cái thời đó bây giờ họ có mê Đạt Ma họ cũng có tiền mà mua nữa. Tại vì cái thời thầy về nói cho Quang nghe nè, 50 đô con là một chỉ vàng mua được một mảnh đất bự á. Dạ đúng rồi. Dạ. Lúc đó cái hình ảnh của Đạt Ma Sư Tổ dạ. Nó in sâu trong đầu thầy từ hồi thầy 13 14 tuổi. Dạ. Là trên cái áo vỏ của ông anh thầy học á là Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền, dạ. Nó có một cái phù hiệu Đạt Ma. Dạ. Đó, thầy nhưng mà thầy nhìn cái mặt của ông là của ngài á, dạ. Xin lỗi là thích lắm. Thích ở cái chỗ có thể cái bản chất của thầy thích cái gì anh hùng à. Ví dụ Quang Trung Nguyễn Huệ nè, Trần Đạo nè, Nguyễn Trung Trực nè, rồi này nọ. Mê cái gì anh hùng cho nên thấy cái mặt của Đạt Ma nó toát ra một cái gì ha. Là oai nghi mình thích là nó đi trong cái tâm của thầy như vậy thôi. Thì thật sự lúc đó thầy cũng chẳng biết ông là ai, dạ. Nhỏ mà đâu có tìm hiểu đâu. Nhưng sau qua Canada 3-4 tuổi
13, 14, 15 tuổi, lúc đã qua đó thì tình cờ thầy vừa đi học vừa đi làm trong một cái tiệm bán tạp chí nè. Thì thầy làm cái ca đêm, tối đó buồn buồn cái tự nhiên có thấy cái quyển sách nó đề chưa Buddhism Zen, tức là Phật giáo, thiền thiền Phật giáo. Mà cái hình trước là ông Đạt Ma ông ngồi. Cái thầy giật mình nói cho đúng rồi, cái ông này là mình mê nè. Rồi á bắt đầu thầy đọc, thầy mới hiểu ra được đây là tổ đời thứ 28 truyền thừa từ Đức Phật. Đó. Và thầy mê mà chính cái câu hỏi của Quang thầy cũng không biết làm sao mà trả lời được là tại sao thầy mê ông. À thì có thể vẫn nói là chắc là vô lượng kiếp trước mình đã theo ngài rồi. Theo ngài là làm lon ton cho ngài là cũng đã sướng rồi. Đã hạnh phúc rồi. Hiểu không? Đó, đứng quét la đa cho ngài thì cũng đã hạnh phúc rồi. Thì thầy mê là mê từ đó, rồi lúc đó là nghiên cứu thì nói thiệt ra mê Đạt Ma là cuối cùng chẳng qua là mê cái gì? Phật giáo thôi, tại Đạt Ma là hiểu. Muốn hiểu Đạt Ma phải hiểu Phật giáo. Nó rõ ràng hết sức rồi. Thì cuối cùng là chỉ là một cái tinh thần Phật giáo thôi. Đó. Thì thầy bắt đầu mê rồi. Bắt đầu thầy đi có chút tiền thầy đi mua tranh ảnh Đạt Ma. Nhưng mà lúc đó nói cho đúng rồi, lúc đó học sinh mà, thấy không? Tiền đâu đi mua những cái gì, mua mấy cái poster á, mấy cái poster mà nó chụp lại đó, về đóng khung lên treo rồi đó là hạnh phúc lắm rồi. Sau này từ đi dạy rồi có tiền là cứ đi sưu tầm, thấy được cái sưu tầm trong cái nghĩa là chứ mình thấy được ông Đạt Ma nào lúc đó xấu đẹp gì mình không biết, có là mừng rồi. Và vào cái thời đó bên Canada, hiểu không? Trời ơi, đâu có cái về hình tượng Đạt Ma rất là hiếm. Cho nên lâu lâu bắt được gặp được rong bằng nhựa cũng mừng nữa chứ đừng có nói. Đó, thì mua từ từ như vậy rồi sau mà bắt đầu thực sự mà lên đặt chân vào năm thứ nhất của đại học rồi á, là thực sự là thầy đi theo cái con đường của Đạt Ma luôn. Đó, tức là tìm hiểu chân chính và tu theo cái con đường của ngài. Và gặp là đi khắp thế giới, đi đâu đi du lịch, đi đâu cũng là cứ lùng Đạt Ma luôn. Đó, cho tới ngày hôm nay là chính xác là có thể nói hồi lần đầu tiên trên đời thầy cầm được một bức Đạt Ma mà mang tính cách có giá trị trong cái tương đối mà thời đó của thầy là bằng gỗ chút xíu vậy thôi. Mua đã mấy chục đô rồi chứ đâu phải ít. Hồi đó mua mấy chục đô nhiều lắm, là lúc đó khoảng 15, 16 tuổi gì đó. Và cho tới ngày hôm nay là 63 tuổi và thầy đã gặp Đạt Ma đâu thầy mua đó, tới bây giờ nó mới nhiều như ngày hôm nay. Nhưng mà thầy không có ma, không có công chủ trương sưu tầm, đây là đam mê và mua một ngày nào đó nó kiến tha lâu đầy tổ nó nhiều như vậy, chứ không phải chủ tâm sưu tầm gì hết. Sưu tầm con gặp thầy tới ngày hôm nay cũng gần một năm, và con chia sẻ thật sự trong cái tâm của con á, con quý thầy vô cùng, con hay nhắn tin thầy ơi, không phải là con định thầy đâu, nhưng mà con quý thầy thật sự. Vì trên hành trình con đi á, con gặp rất là nhiều người thiện tri thức, nhưng mà cho con những cái bài học rất là hay để con nhớ, để con có thể là áp dụng trong cái công việc của con thường ngày. Những cái câu từ hay là những cái ngộ, gọi là thầy hay nói con là một thoáng giác ngộ, Satori, thì cho con cảm giác là con áp dụng được trong cái hành trình, trong cái hành trình mà con đi làm phim trong một năm vừa qua. Và thầy dạy con những cái lời, đối với thầy thì thầy hay nói là không, thầy không dạy thì chia sẻ, nhưng mà đó con là những lời thầy nói đó là lời dạy rất là hay đối với con. Thì con cảm ơn thầy thật sự hôm nay đã dành một khoảng thời gian gọi là quý báu của thầy để chia sẻ những cái điều đối với con rất là lợi lạc. Thôi lỡ rồi thì thương chúng sanh, thương con thì dẫn con đi một tour để giới thiệu về ngày Đạt Ma nha. Nói cho đúng là vì cái quay phim này trong một cái nguyên tắc nào nó cũng bị giới hạn. Chứ còn mà sau khi quay phim tới nhà thầy nói chuyện mà chắc nói ngày này qua tháng nọ không hết, về về Đạt Ma, về từng cái tượng Đạt Ma. Đúng rồi. Nhưng nó nhiều kỷ niệm quá. Nó nhiều kỷ niệm quá mà mấy chục năm như vậy mà thầy không có quên nha. Cái tượng nào thầy mua ở đâu, giá bao nhiêu nha, hoặc người nào tặng người nào thầy đều nhớ rõ ràng. Bây giờ mình đi tầng 1 trước đi thầy á. Rồi. Đây.
Đạt Ma đối với thầy á, xấu đẹp hay gì mà nằm trong tay thầy là cũng đều quý như nhau. Dạ. Nó bằng nhau hết. Nó rồi. Không khó. Dạ. Nhưng mà cái bức mà kỷ niệm dạ. đầu tiên khi thầy đặt chân về Việt Nam. Dạ. Thường trú luôn. Dạ. Để hội tụ với vợ con thầy á là bức này. Dạ. Đúng rồi. Là do họa sĩ Đắc Thức ngày xưa thầy chưa đi tu. Dạ, là ngày Đắc Thức đi tu rồi. Là ngày thầy Đắc Thức đi tu rồi. Đắc Thức rồi. Bây giờ dạ. thầy cũng là Thích Đắc Thức. Dạ. Tên tiếng Nam Phạn là Vajina. Vajina là Thức á. Dạ. Coi trong tiếng Việt cũng nghĩa là Thức. Dạ. Đây là ngày thầy ngày vẽ, ngày đem tới tặng cho thầy. Dạ. Lúc đó nhà thầy ở không phải ở chỗ này, ở chỗ kia, thầy vẫn còn giữ cái kỷ niệm đây. Thì lúc đó thầy mới nói, thầy điện thoại, thầy nói đi, thầy về tới Việt Nam rồi. Thì sư Đắc Thức rất mừng. Thầy nói bây giờ, lúc đó thầy Đắc Thức còn là họa sĩ, còn dạ. chưa đi tu. Thầy mới nói bây giờ anh vẽ cho sĩ một bức Đạt Ma mà mặc áo xanh lá cây. Còn bởi vì màu xanh lá cây là màu sĩ thích nhất. Lúc đó sư cũng ngại. Dạ. Đó chứ. Đạt Ma mà mặc áo xanh lá cây đâu được, hiếm thấy đấy. Dạ, dạ. Bây giờ anh không quan trọng cái chuyện là anh thấy hay không thấy, hiếm thấy không hiếm thấy. Anh cứ vẽ theo ý thức của sĩ. Yeah. Tại sao người ta làm một cái tượng gốm áo xanh lá cây được mà vẽ tranh xanh lá cây cũng được? Dạ. Yeah. Đúng không? Đúng. Tại sao làm gốm xanh lá cây được vẽ tranh? Yeah. Từ ngày ổng vẽ, ngày gãy cái xanh lá cây này ra rồi, thấy nó nổi quá rồi lúc đó cái dừng chơi Đạt Ma vẽ tranh nó bức trước xanh lá cây đầy. Đây ý muốn nói là bức này là bức đầu tiên mà kỷ niệm nhiều nhất với thầy. Dạ. Thấy không, thần thái. Đó. Lúc là mẹ thầy về Việt Nam, lúc đó mẹ của thầy còn sống về nhìn bức này, mẹ thầy xúc động lắm. Dạ. Mẹ nói cái người này có tài quá con. Nói sự thật á, người này có tài quá. Giống như ngài đang nhìn mình á. Dạ. Mình trợn lên nhìn. Dạ. Rồi ở đây thì con thấy là rất là nhiều cái tượng gỗ, nhưng mà đặc biệt nha, khi mà con đi qua cái gian phòng của thầy á, cái điều mà con ấn tượng nhất vẫn là những bức tượng. Bức tượng này thì cho thầy gọi tên và thầy giới thiệu cho con mình tại sao có những vị Đạt Ma như thế này. À. Đó là một. Yeah. Rồi. Cái những cái vị Đạt Ma này á, nói ra là nó dạng Đạt Ma con lực đật. Thấy không? Nó làm cái dáng con lật đật, ngã lên ngã xuống, ngã lên ngã xuống như này. Thì cái này nó xuất xứ từ bên Nhật Bổn. Dạ. Thì Nhật Bổn nó kêu là Đa Rư Ma. Đa Rư Ma. À, tại vì nó viết D-A-R-U-M-A. Nhưng trong tiếng Nhật cái chữ U nó không có, âm U nó không có, là trở thành âm Ư. Dạ. Cho mình kêu là Đa Rư Ma, Đa Rư Ma. Nó kéo dài cái âm R thôi, chứ thiệt là đó là Đa Ma. À, chữ Phạn là Đa Ma, Bodhi. Đạt Ma, Bodhi là giác pháp, là giác. Đạt Ma là pháp. Cho nên Bodhi là giác, Đạt Ma là pháp, giác pháp. Còn tới mình cái âm cuối, tiếng Việt mình âm cuối không có phát âm. Cho nên mình kêu Đạt Ma. Thấy không? Chứ không có Đạt R Ma gì hết, không có cái chuyện mình kêu Đạt Ma. Đó. Lúc đó Đạt Ma ngồi dậy, quay mặt vô tường. Rồi cái một cái người đằng sau họ thấy vậy đó, giống con lực đật, thấy không? Dạ. Cái đầu nó vẽ vậy đó, rồi từ từ ra con lực đật. À, đó, nó tượng trưng cho nhiều cái lắm. Dạ. À, nó tượng trưng cho nhiều cái, vô cùng nhiều ý nghĩa. Chứ không phải là một cái ý nghĩa vừa ý nghĩa đời, vừa ý nghĩa đạo. Thầy cho con vài ví dụ về cái ý nghĩa của Đa Rư Ma. À. Ngày, nhưng mà tiếng Việt nếu mà dùng là ngày Đạt Ma giờ hình dạng con lực đật á. Dạ. Đó, tức là ngài không bao giờ ngã xuống. Dạ. Không, cái quan trọng là sao? Cái thằng mà nó ngã 100 lần, nó đứng lên 100 lần, thằng đó vẫn mạnh hơn thằng ngã một lần nằm vạ luôn, hiểu chưa? Dạ dạ. rất hay, hiểu luôn rồi. Dạ dạ. Đó là nói cái ngã lên ý nghĩa của lực đật. Đó là một trong ý nghĩa. Dạ. À, đó ý nghĩa đời thôi. Dạ. Ý nghĩa đạo khác nữa. Đạo là sao? À, đạo là một sự đắc trung. Đắc trung. Đắc trung thì không có luân hồi. Hả? Hiểu không? Một người đắc trung thì không có luân hồi. Bây giờ lục đạo luân hồi rồi. Dạ. Thôi vậy, khi đắc trung thì không có luân hồi. Dạ. Tại bây giờ bởi vì nó khác ăn đói uống mệt ngủ khi. Dạ. Đó là chuyện bình thường, còn cái thằng mà nó khác. Nó uống xong rồi nó uống nữa, nó thèm nó uống nữa, thật ra là không có đắc trung. Dạ. Phải không?
uống vừa đủ đắc trùng, ăn vừa đủ no đắc trùng. Trùng còn ăn xong còn thèm ăn nữa đâu có đắc trùng. Dạ. Cái đắc trùng này phải hiểu là sống thuận thiên, thuận thiên, thuận nhiên, thuận thiên, thuận theo tự nhiên thì không có luân hồi. Dạ. Ông cũng là một trong những vị gọi là thần tài bên bên Nhật Bản luôn á. Tụi Nhật Bản á, dạ, nó thiệt ra đây là một cái đáng buồn cho nước, dạ, Nhật. Bởi vì nước Nhật á là 99% là Phật giáo. Dạ. Ừ. 99.9999 là Phật giáo đó. Mà bây giờ đại đa số nó đặt ma lại nó không biết. Trời ơi, ổn nó không biết. Ừ, nó hoàn toàn nó không biết. Đó, nói hoàn toàn cũng đúng như đại đa số. Nó cứ ngỡ là ông Đạt Ma là một ông thần tài như ông địa của mình là đại khái là vậy đó. Dạ, nó nhìn, dạ, cái mặt mình Việt Nam mình ai nhìn thần tài ông địa mà không biết. Dạ, ông mua, dạ, lưng rồi này nọ. Dạ. Mà thật ra ông địa là của người Việt Nam mình. Đúng. Dạ. Không biết phòng. Đạt Ma cũng vậy thôi. Đúng, đó, dạ, không biết là ông Đạt Ma vậy 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 đó, nhưng mà nguồn gốc sao sao nó cũng không biết, nó không biết. Đó là cái cũng đáng buồn. Khi mình nhìn bộ sưu tập này cũng thấy cũng rất là đặc biệt của thầy. Thì đó, thì đây thấy chủ chẳng hạn như Đạt Ma nhiều tụi Nhật á, nó mua về cái này bây giờ nó cầu tài, cầu danh vọng. Dạ. Yeah. Đó, cái khổ vậy nó mua về, thường thường anh mua là nó không có con mắt nha. Lý do không có con mắt vậy thầy nha. À, không mắt, yeah, không mắt nè, thí dụ không có con mắt nè. Dạ. Yeah. Nó mua về hai không có tròng đen, thấy chưa? Dạ. Yeah. Nó mua cái không có tròng đen. Nó đem về rồi nó điểm một nhãn, rồi nó nói điểm một cái, nó nói nếu mà tôi cầu xin mà ông phù hộ cho tôi đạt được những cái gì mà tôi mong ước, tôi sẽ điểm cái mắt thứ hai. Nó mang tính cách mê tín vậy đó. Mê tín, dạ, nó không còn cái gì là Phật giáo trong đó cả. Và trong khi Đạt Ma là tánh không. Ừ, không có gì vậy. Không có liên quan gì tới cầu tài, cầu tiền, cầu danh, cầu vọng. Nó mà bây, dạ, giờ nó mang tính cách như vậy bên Nhật Bản. Ở đây con cũng thấy một cái không gian rất là đẹp. Đầu, ừ, con thấy là ngày đây nè. Ừ. Nè con thấy con ngồi ở đây được hả thầy? Được, được, được. Mình ở đây là gọi là cũng là một bức tượng rất là đặc biệt đối với con, tức, đúng, là tóc rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà khi mà con thấy ở rất là nhiều nơi thì tóc ngài là để đầu trọc đúng không? Đó. Thì đó cũng là một thầy, ừ, có thể lý giải được là lý giải chứ thì, dạ, vì ở đây á, nói cho đúng nha. Dạ. Thật ra trên đời này không có ai là chứng nhân của lịch sử hết á. Thấy không? Bây giờ để mà biết ngài Đạt Ma tóc nhiều hay tóc ít, như thế nào và như thế nào. Nhưng mà cái hình ảnh mà quen thuộc mà ngày xưa giờ từ Trung Hoa nó truyền qua Việt Nam, đó, dạ, vậy cho dễ hiểu cái hình vẽ Đạt Ma. Phải bởi vì ngài tu ở bên chùa Thiếu Lâm mà. Dạ. Núi Tung Sơn mà ngồi 9 năm mà. Thì họ vẽ ngài đầu trọc, chẳng hiểu lý do sao họ vẽ đầu trọc. Vì cái hình ảnh nó truyền qua Việt Nam thì người ta cứ theo đó ta vẽ đầu trọc. Nhưng mà theo sự hiểu biết của thầy á, theo cái sự suy nghĩ của thầy thôi, ngài không thể đầu trọc được. Bởi vì ngài khí công đầy mình mà, một người khí công đầy mình nó dễ mà hói đầu hả? Có đâu. Tóc tai phải bơm sờm, phải rẫm. Thấy Đức Phật không? Dạ. Yeah. Thấy Đức Phật không? Dạ. Có bao giờ thấy Đức Phật trọc đầu không? Chưa ai thấy. À. Chưa ai thấy nha. Tóc mà nó ra mà nó đánh lại ngài, dạ, phải cuốn lên. Thấy không? Dạ dạ đúng rồi. Đó. Những đệ tử của Đức Phật có ai đầu trọc không? Không. Không luôn. Tại vì ngày rồi, xưa nói đầu trọc là thầy không nói cái chuyện là cạo đầu nha, mà dạ, ý đầu trọc nghĩa là hói đầu, có ai hói không? Dạ. Thấy chưa? Dạ. Thì Đạt Ma không thể hói được. Ngài tập khí công, ngài còn chỉ cho tập dịch cương kinh. Dạ đúng rồi. Hả? Máu huyết nó lưu thông thì làm sao mà hói đầu được? Bởi vì hói đầu, một trong nguyên nhân chính hói đầu do mỡ đông máu. Nó chèn nó có làm bạch máu không có thông. Dạ. Đây là theo Đông y nha. Dạ dạ. Đó, thầy nói theo Đông y và thầy tìm hiểu biết được. Cho nên cái này thầy nhờ nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Đó là anh Trung á, là cũng có duyên, có thể có duyên tiền kiếp với thầy giống như sư Đắc Thức. Dạ. Là ba người gặp nhau tại kiếp này và ở Việt Nam. À, là... dạ. Thầy nhờ nói làm một cái bức theo ý của thầy là phải râu ria xồm xoàm, tóc quấn lên các tự nhiên và móng tay nó dài. Thấy không?
tại ông ở trong rừng, tại ý thầy ở trong rừng cho nên không cắt móng tay. Thời đó làm gì có cắt móng tay mà cắt. Cùng lắm là lấy mày bè lấy cái cục đá gì mày mài một bẻ cưỡi chứ. Đúng rồi. Thấy không? Dạ. Móng tay rồi cuốn lung tung cái râu ria. Thậm chí thầy còn những cái bức tranh mà thầy nhờ những người khác vẽ đó, phải vẽ là Đạt Ma ngồi râu ria bơm sợm vậy mà rắn rít rồi dán rết rồi chim rồi nó đẩy đầu hết trơn. Như vậy mới đúng cái chân thật đó, đúng cái chân dạ. thật. Ngồi yên không nhúc nhích. Tổ chim mà chim rồi nó làm tổ trên đầu luôn. Còn thầy có những bức tranh đó mà rất tiếc thầy không có chân ra được. Nhà không có chỗ. Bây giờ là những bức chân mà chưa chân ra là bao nhiêu thầy? Những bức chưa chân ra thì khoảng cái chừng 300 đổ lại. Nếu mà 300 bức tranh rồi 300 đổ lại thì thấy nhà đó. Thầy làm sao mà chân cho hết được? Không hết được. Không thể hết được. Dạ. Bây giờ thầy sẽ dắt lên, đi từ từ lên lầu mới thấy, mới hiểu tại sao thầy kêu chân không hết được. Dạ dạ rồi. Rồi đây là một bức nữa, là bức này là thầy rất quý đây. Đây. Bức này. Này. Thầy kể con nghe câu chuyện về bức này đi thầy. Đó, bức này á là thầy kêu Trung làm bức này cho thầy mà kết hợp giữa Đức Phật lịch sử là cái bộ xương khi ngài tu 6 năm sai đường đó. Là đây cái thân hình của Đức Phật tu khổ hành lâm đó. Dạ. Khổ hành lâm là đây. Là bức này á là lấy từ đây mà ra. Là đây á, thật ra cái bức này á, nó tìm được tụi Thái Lan nó có tạc lại cái hình này là bằng đồng. Dạ. Cho nên là bây giờ thì thầy dựa trên cái dựa trên cái dạ. cái thân là bộ xương nhưng mà cái mặt thì thầy làm mặt Đạt Ma, thấy không giống nhau gì hết. Mím mím môi xuống, thấy không? Cho nên là đây bây giờ nói Đạt Ma cũng được mà nói Đức Phật cũng được, không sao cả. Dạ dạ. Không quan trọng. Bởi vì khi mà mình hiểu là cái tinh thần đó rồi đó thì trên đời này không có cái gì là không Đạt Ma cả. Tất cả cái hoa cũng Đạt Ma. Dạ. Cục đá cũng Đạt Ma. Khi mình hiểu được cái tinh thần đó thì cái gì cũng có thể là Đạt Ma. Cảm ơn thầy. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Đây chỉ mới một tầng đã nhiều như vậy rồi nha. Thì mong là cái video ngày hôm nay sẽ cho các nhà chiêm ngưỡng cùng Quang đi đây cũng rất là nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đi đều có những cái cảm xúc khác nhau. Và lần này cũng là một cái lần cảm xúc nhiều, tại vì thầy sẽ nói chi tiết hơn từng cái bức tượng mà thầy đem về đây. Thầy có một cái ông, có cái anh kia, anh tới chơi nhà chơi, anh thấy ông Đạt Ma xách hai chiếc dép, ông là họa sĩ. Ông mới nói chứ, anh sĩ cái tượng này người ta làm sai, Đạt Ma phải mỗi xách một chiếc dép chứ sao hai chiếc dép nó anh sai thì có. Sao kỳ vậy, xưa nay vậy? Không, tại cái này là ông đang từ Ấn Độ, ông qua Trung Quốc, ông chưa mất dép. Vậy thôi, có gì đâu mà. Còn mà ông từ Ấn Độ ông về Trung Quốc ông mới mất một chiếc, còn cái này là ông đang từ Ấn Độ đi qua. Trước khi đến Trung Quốc là được hai chiếc đó. Hai chiếc rõ ràng, thấy rõ ràng. Dạ dạ. Thí dụ vậy đó. Không. Dây chuyền cũng đá cũng Đạt Ma nữa không? Đi đâu nắm ra gì cũng Đạt Ma chứ. Thầy tôi. Gì cũng Đạt Ma hết đó. Hồ lô. Khi mà con nhìn vô đó thì con thấy được cái sự tỉ mỉ và công phu của thầy sắp xếp ở đây. Nó chỉnh chu và nó chu đáo, nó làm sao nó rất là khoa học luôn. Thấy chưa? Đây. Cái đó là của họa sĩ Kim Khôi. Rồi lúc mà mới quen với thầy á, rồi nó mến. Mến thầy rồi nó chỉ bẻ tặng thôi. Nó không bao giờ nó bán cho thầy một cái gì trong cái bài viết có nói. Bởi vậy thầy mới cảm kích nó. Cảm kích nó mà sau trở thành rất là thân với nhau. Đó là họa sĩ Kim Khôi đó. Thì đây cũng là một bức mà thầy cũng rất là đắc ý. Đó là giống như hình dạng của một chú cóc. Đây là bức Đạt Ma có thể dám nói rằng đầu tiên ở Việt Nam và toàn cái thế giới này, Đạt Ma hình con cóc. Đạt Ma hình con cóc. Tại vì đây là cái mà thầy nhờ họa sĩ vẽ theo ý của thầy. Lúc đó nó không dám vẽ luôn á. Sao vậy thầy? Đó là hình Long đó. Anh Long vẽ bức này. Anh Long tôi vẽ bức tranh này nghe. Gì kỳ vậy thầy? Kỳ vậy thầy. Con cóc là tượng trưng cho thiền.
Đó là cái biểu tượng của bên thiền bên Nhật Bản á. Zen Buddhist và Zen Japanese. Tức là bên thiền bên Nhật Bản, con cóc nó tượng trưng cho thiền. Chứ là cái sự thị hiện của ngài thôi. Thì cái này thầy chơi chữ thiền tổ đạt ma, thầy đề là thiêm tổ đạt ma, thiêm chữ Hán là con cóc. Con cóc. Đúng rồi, nó hay quá, hay quá. Thiêm tổ đạt ma. Và cái hay là lúc mà nó vẽ cái này đó, nó kêu thầy tới, tự nhiên vô tình con cóc thiệt nhảy đậu nè, đậu ở trên trên cái khung luôn, trời, nó hết hồn hết vía. Có chụp lại, có chụp. À, ngoài con thấy là đầu tiên là nhà thầy giống như thầy nói là ngoài Đạt Ma thầy còn rất rất thích sách nữa, cho nên đầu tiên bước lên lầu là có sách đó. Thì cuộc đời thầy đôi khi nghĩ nói một cách phàm phu nhất dạ, dạ. Không có sách, không có Đạt Ma, thầy biết sống sao. Đó thầy ơi. Chỉ hai cái đó là hai cái đam mê nhất trong cuộc đời của mình. Đi đâu không kiếm Đạt Ma thì kiếm sách, không kiếm sách kiếm Đạt Ma vậy thôi. Trên cái dãy cầu thang của nhà thầy thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều sách. Đây là bức tranh Đạt Ma. Đây. Ở chặn. Đặt ra bộ xương. Bộ xương. Cái này thật ra đây mới là cái Đạt Ma bộ xương á, là cái nó trung thực nhất. Ngày 9 năm ngồi quay mặt Trung Bắc. Thấy không? Dạ dạ. Thì làm sao mà ngài mập chứ được. Phải ớt rồi. Nó đây là cái nó trung thực. Dạ. Ở đây cũng siêu đắc thức vẽ. Dạ. Thầy mê tranh đắc thức. Dạ. Bởi vì tranh đắc thức ở đây chỉ có hai người mà thầy chưng tranh, chưng tranh nhiều nhất trong nhà. Tranh của Sư Thất và tranh của Huỳnh Long. Huỳnh Long nó đa tài, nó vẽ những đạt ma cực kỳ phong phú, kiểu này kiểu nọ. Dạ. Nhưng mà đắc thức con mắt không ai vẽ qua lại, cực kỳ có thần. Dạ, vậy con hiểu rồi, tức là mỗi người họa sĩ hoặc là nghệ nhân sẽ có một cái điểm sáng trong cái sản phẩm mình làm. Đúng. Có người thì làm con mắt đẹp, có người thì bay bổng trên đó, cái cơ đó. Thể hoặc ý tưởng, đó, idea. Đó. Dạ, dạ. Bá Lục Hòa. Bá Lục Hòa với thầy, bụi lầm quá. Dạ. Cũng Sư Thức á, Sư Đắc Thức vẽ đó. Cũng vẽ bộ xương. Dạ. Chứ cũng có rất là nhiều câu chuyện từ những bức tranh này. Ồ, dạ. Nhiều vô cùng. Dạ. Thầy là người có thể nói rằng, mà không phải thầy nói mà người ta nói được, yeah, yeah. Là người đầu tiên mà có vẽ mà yêu cầu họa sĩ vẽ mà Đạt Ma bộ xương. Chứ ngày xưa tao đâu vẽ Đạt Ma bộ xương mà thầy nè kêu đó thức vẽ đó, nhiều nãy giờ nhiều lắm á, nãy giờ nhiều lắm toàn đó. Đạt Ma bộ xương không à, tượng nữa. Đó, tượng nữa. Nhưng mà con nghe thầy nói là đối với người ta thì có thể trưng một cái bức tranh hay là một bức tượng nào đó rất là đắt tiền, nhưng đối với thầy nó không phải là tiền nữa. Đối với thầy những cái tượng đôi khi đơn giản thôi nhưng nó có một cái giá trị tinh thần rất là cao, thì thầy có thể lý giải việc đó hay không à? Bây giờ thầy nói vậy cho dễ hiểu nhất, như khi nãy thầy có nói sơ, là một cái người vẽ cho thầy một bức Đạt Ma Sư Tổ với một cái lòng thương yêu thầy, mến thầy, vẽ tặng thầy cái bức đó, mặc dù họ vẽ xấu nhưng bức đó mới đáng đeo. Bởi vì trong đức đó, cung cái bức đó nó thật sự nó mới có điển. Bởi vì sao? Họ bỏ hết tả cái tình thương vào trong đó. Dạ. Hiểu không? Còn một cái bức mà thí dụ như nói nghe cái ông này, ông Việt Kiều nè, ông muốn vẽ bức tranh lẹ, có ông Đạt Ma để ông đem ngày mai ông về nước rồi tối đó nó ngồi nó vẽ, thì bắt đầu nó đang nghĩ cái gì? Nghĩ tiền, thấy chứ? Thì nó phóng những cái từ trường đó vô trong cái bức tranh á. Bức tranh nó luôn luôn mang một cái từ trường của cái người họa sĩ đó. À, hay quá thế ơi. Dạ. Cho đó, đó là cái nguy hiểm. Thí dụ như vẽ cho ông bức tranh này á, nhưng mà vài bữa mình phải nghĩ thẳng tép câu con tôm. Dạ. Thì đó là cái từ trường xấu nó phóng vào cái bức tranh đó. Mình treo trong nhà nói một cách mà hơi mê tín một chút á, nói cái mà người siêu khoa học một chút, để người ta không hiểu, nói chữ mê tín không được nha, chứ là siêu khoa học đem lại xui xẻo cho gia đình, tại toàn từ trường xấu không. Vậy là bức tranh của thầy gieo trong đây toàn là những tranh, những bức tranh tốt không, những người quý mến thầy tặng, chứ không phải là vẽ để mà muốn cái gì mà thầy biết được cái ý đó thầy cũng treo, thầy có cả đống trên không treo. Không treo những bức tranh đó. Dạ. Nó nguy hiểm. Bây giờ nói vậy dễ hiểu luôn nè,
tranh của Picasso là tranh của một con người điên loạn. Dạ. Con xem cái tranh Picasso, con xem ngày này qua nọ là con điên luôn. Bởi vì sao? Con đang uống cái điên của họ vô trong con. Cái từ trường đó, cái từ trường điên không? À, tức là ông đó điên khùng, ông điên loạn lên, ông vẽ bức tranh đó. Cho nên mình lấy, mình chiêm ngưỡng bức tranh đó là cái... Uống cái từ trường điên đó. Ồ, vậy con hiểu rồi. Nó phải là thanh thoát đó, bay bổng giống như Lão Tử vậy đó. Đúng, nó phải nhẹ nhàng mới được. Nhẹ nhàng, hay quá thầy ơi. Này, bức này Huỳnh Long vẽ tặng cho Đạt Đa. Đạt con của thầy, tại con thầy nó mê võ. Đó. Thú võ quá luôn. Đạt quá, đánh võ. Anh Long tôi, anh Long tôi. Đây là hai chữ Đạt Ma. Dạ. Của một vị sư tặng thầy. Đây là bức rất quý nè. Đó, rồi thầy về Việt Nam hồi năm 1990 mấy đó. Dạ. Thầy mua, thầy đem qua Canada, rồi bây giờ nó lại về Việt Nam, thấy không? Nó hồi hương. Hồi hương. Và lúc đó thầy đóng khung á, thấy không? Lột ra nó nứt hết trơn nè. Nó nứt, nhưng mà nhờ một người bạn, dạ, một người bạn họ cố sức họ bồi lại, họ cứu được chỗ nào hay chỗ đó. Họ cứu được á, chứ không là trời ở chỗ đó là tét hết. Dạ. Cái này vẽ trên lụa. Đó, thấy không? Đặt na mà người ta vẽ bình thường là thường hay vẽ vậy nè. Dạ đúng rồi. Đầu độc nè, mập vậy nè. Thấy không? Đây thầy bức này, thầy kêu là sư thức vẽ bức này nhưng mà chấm cái nốt son, cái màu son lên trán. Dạ. Tại vì để tượng trưng rằng Đạt Ma ngài xuất thân từ nhà gia đình Bà La Môn mà. Dạ. Cho nên coi nhà Bà La Môn xuất gia bên Phật. Phật đầu tiên cũng là Bà La Môn luôn ha. Bà La Môn chứ. Bà La Môn luôn. Dạ. Tâm bảo hay nó quấn không? Dạ. Đó, nó tượng trưng có sự tâm bảo, nó mang tính cách kêu là Phạm Công Thiện kêu im lặng sấm sét đó. Im lặng, một cái sự im lặng mà sấm sét. Hay không? Im lặng mà trong cái im lặng đó là nó mà cái im lặng sấm sét trong tịnh có động, hiểu không? Sâu quá thầy ơi, sâu quá. Cái im lặng sấm sét. Nhỏ giáo á, nó kêu là tịch mặt như lôi. Tịch mặt như lôi. À, là quá. Im lặng mà như là sấm sét. Sấm sét. Tụi con lên quay thầy và thầy để đưa lên cả cái này thầy chờ Huỳnh Long nó thấy nó đưa giùm. Nhưng mà cái này có Long luôn á thầy. Không, cái này thầy mua, cái này bằng men mà. Men. Ừ. Ô là bằng men là họ làm gốm vàng tây. Gốm vàng tây. Đồ vàng tây á, đồ vàng tây. Đẹp quá thầy ơi ha. Ô và men luôn á thầy. Men, men thiệt, men nhìn thiệt. Nhìn em tưởng con tưởng vẽ không á. À không, cái này cũng men nè. Đẹp quá trời luôn. Men. Đó, cái này cũng đặc biệt, cái mấy cái này cũng rất rất là đặc biệt. Cái này hình như của Long. Long. Tại cái lỗ mũi con thấy là giống lỗ mũi. Đúng đúng. Dạ, giỏi. Dạ. Giỏi, nhìn họa sĩ á, mà dạ, nhận ra cũng họa sĩ nào là nhìn lỗ mũi đó. Dạ. Vậy ha thầy. Giỏi. Đây này, bức này thầy cũng mua hồi ở Việt Nam 93 vô một nhà sư nào vẽ đó thầy quên rồi. Rồi đem qua Canada, bây giờ đem về lại. Hồi hương. Cái nụ cười là hình chữ S. Tức là bịch bên này thì ông cười, bịch bên này thì ông nhăn, ông méo. Dạ. Thấy chưa? Dạ 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 đúng rồi. Đó. Thấy không? Dạ. Đúng rồi, âm dương. À. Dạ. Hơn 10 thế kỷ, hoa ca diếp, hãy nhìn ta nó vẫn hằng tươi. À. Hoa ca diếp. À. Là cũng là một vị tổ thiền đầu tiên của Đạo Phật. Đúng rồi, dạ. Truyền Đức Phật truyền thừa. Đây là cái bức kinh điển nhất trong chùa nè. Ai cũng vẽ trong chùa. Là nhờ cái bức tranh này người ta mới thiết vẽ làm lên cái bức tranh trong chùa đây. Đó, đó bằng bút chì đó. Thấy chưa? Chén thôi cũng có là... Chén thôi cũng có đây. Chén gì ấy Đạt Ma. Đó. Đó. Của anh Long tôi. Nhưng mà đặc biệt là con thấy ngày xưa giờ nghe con thấy rất là nhiều cái chén dĩa giống như thế này mà cũng là một cái bộ sưu tập rất là hay thầy con chưa gặp. À. Đây là lần đầu tiên mà con gặp, hôm trước con lên con để ý thầy. À. Sao bữa nay con gặp chắc con đi nhanh á, con đi lướt làm sao á. Đúng rồi, tại vì nhiều khi nhà thầy mấy cái này nhiều quá rồi loạn á. Dạ đúng rồi. Rồi loạn cái... Đó. Hay quá. Thì tại trong đây thì phòng làm việc của thầy thôi, là không có đặt tay nhiều. Nhưng mà có cái điều đặc biệt. À, đây là một trong những nơi mà Quang được vào đây mà thấy có rất đặc biệt mà chưa gặp ai thấy hết. Đây, chiếc giường của thầy tôi. Chiếc giường đá. Đây ông đây, một đá trắng hai bên, tức là nó nói là sao mình không mua gối ôm mà là những cái gì đó mềm. Trên dạ, trên cái đầu giường này thì Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên. À, Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo và trong này là Osho khá nhiều. Tức là trên đây là Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên hết. À. Dạ. Tam giáo đồng nguyên. Dạ, trong này nhị giáo thôi, chỉ có Lão giáo với Khổng giáo, còn Phật giáo là ở trên kia, ở trên kia, ở tầng kia. Dạ. Tại Phật giáo thì nhiều quá. Quá nhiều.
lúc trước á Hoàng lại đây Hoàng nói là sao cái giường thầy nhiều đá không lấy gối ôm gối đệm cho nó mềm thầy nói á. Thôi thầy nói luôn đi thầy, lý do thầy. Này, hồi đó thì nói cho đúng nè, thầy để đá tối thầy đè vô, thầy nằm yên, thầy muốn nhúc nhích tập vậy đó cho nó quen. Bây giờ nó quen rồi, nó quen bây giờ bỏ đá rồi cũng nằm yên à, không có yên thẳng gì luôn. Ờ, không có lăn qua lăn lại vậy. Vậy người ta gọi là thiền nằm á thầy. Cái đó là không biết. Người ta ngồi ta yên lặng, bây giờ thầy nằm yên lặng. Hòa thiền. Hòa thiền dạ. Cái đó không biết. Dạ. Ở chỗ này là mấy chục cái rồi đó. Những bức đặc sắc không mà chưa có chỗ chô là treo, treo thôi, không có chỗ treo. Dạ. Đó. Thấy chưa? Quá trời luôn, không treo được. Thầy biết sao không, đôi khi con vô nhà thầy á, con nói thầy đừng có cười con nghe. Ừ. Đôi khi con đi con phải đi gón gán, đi chậm chậm, không dám đi nhanh. Thầy biết sao không, lỡ có gì rồi thầy giết con chết không trời. Trời ơi, vô nhà mấy ông sư tầm. Đây cái bức này nè, bức dạ. này á, lúc đó là sư thức vẽ ha. Dạ. Mà sư thức không biết bồi. Dạ. Cái sư thức vẽ cái bồi cái nó bị rổ á. Dạ dạ. Đó. Cái thầy mới đem xuống một cái ông về, ông tàu chuyên môn, ông bồi bồi cái này. Cái ông tàu ông nhìn cái này, ông nói chứ ông góp ý. Dạ. Đừng có bồi ủa, cứ để vậy đi, làm như tự nhiên như đồng, người ta gò đồng á. Dạ. Bức tranh này giống như gò đồng á. Dạ. Đó, thầy để nguyên vậy đó. Đẹp quá thầy ơi, ha. Cũng có ý nghĩa đó, của bức tranh này ha. À, dạ. Nó vô tình mà bồi hư á. Dạ. Mà thành ra như gò đồng á, thấy không? Đúng là ánh mắt của sư Đức Thức vẽ nó khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Dạ. Bức này của một nhà sư, thầy để thầy coi coi. Thầy nhà sư đó rất là dễ thương, thầy nhà sư đó tặng thầy. Dạ. Nhà sư đó tặng thầy. Mà cái đặc biệt là chỗ này. Lúc đó thầy mới về Việt Nam, đi với Đắc Thức xuống cái chỗ gì mà chùa nhiều thiệt nhiều đó, cái đại tùng lâm thấy không? Dạ. Đó, xuống đó sáng sư thức dắt xuống chùa chơi, gặp cái sư này, cái thầy thấy sư treo một cái bức tranh bự nè, cái sư thức mới đầu giới thiệu là đây sĩ ở Canada về thầy giáo rồi nè, rồi hai bên nói chuyện nhau, xong rồi cái thầy mở miệng thầy nói chơi thôi, sư bức này tặng sĩ nha. Ok. Cái gì nói chứ cũng có nghe người ta nói anh sĩ chuyên B13 bức này nhiều người xin lắm đó, sư không cho đó, nhưng mà anh sĩ xin sư cho. Sư Thức ơi, nói là Đắc Thức ơi, với đi với họa sĩ Trần Vũ leo lên cắt cái này xuống tặng cho sĩ đó em ơi, và hứa danh dự với sư là sẽ được ở một cái chỗ trân trọng nhất. Đẹp không? Ngay đúng ở rồi. Giữa. Dạ đúng rồi. Quá đẹp hay gì trân trọng nhất. To nữa sư. Đó. Cho nữa thầy tự nhiên nói sư à. Đâu luôn. Dạ. Sư đó là Thích Pháp Bửu. Thích Pháp Bửu. Thầy Thích Pháp Bửu. Thầy dạ. Pháp Bửu nói chứ khi nào rảnh ghé sư ở chùa là chơi cho vui. Ở Đại Tùng Lâm. Đại Tùng Lâm. Dạ. Thích Pháp Bửu. Bức này thầy đã sở hữu trong chùa từ lâu rồi, không biết tên tác giả luôn. Ồ, tức là thầy là cái ồ vậy là quý nó lắm á. Nằm trong chùa. Nằm trong chùa. Mà thầy kêu leo lên cắt rọc xuống tặng thầy. Mà cũng quý ở chỗ nào. Còn đây cũng là một cái tay vẽ đầu tiên. Yeah. Lưng đầu tiên nó vẽ Đạt Ma tặng thầy bờ. Nói em biết anh sĩ mê Đạt Ma. Em chưa giờ vẽ Đạt Ma nhưng em sẽ cố gắng em vẽ ông Đạt Ma thật là đẹp và em để giá thật mắc. Sao vậy? Để anh mua không được. Rồi sao kỳ vậy? Để anh mua không được thì lúc đó em mới tặng luôn. Thấy không? Hey, dạ. Có những con người dễ thương. Dạ. Thấy không? Hồi nãy là chén, tại giờ là ly. À ly. Thầy em... cho con hỏi những cái lúc là thầy lễ những cái ly cái chén này nó gần hay nè. Rồi đó Đạt Đa nó nhỏ nó chạy rồi có khi nào nó bể nó đổ. Không, Đạt Đa lúc đó nó cũng lớn rồi. Hồi đó nó làm bể mấy cái khá nhiều là hồi bên còn nhà cũ. Dạ dạ. Chứ nó về đây rồi nó lớn rồi. Dạ dạ. Đây nè, cầm thử con gái ra nha. Đây. Ba cái này là đồ Nhật nó bán nhiều. Yeah. Nhưng mà siêu tầm được gì đâu phải dễ thầy. Không phải dễ. Không phải dễ. Nhưng mà vào cái thời mà thầy còn ở bên Canada, yeah. Trời ơi mấy cái này không có tiền đụng tới đâu, mắc lắm. Yeah. Đây là bộ ấm nha. Ừ. Đúng không thầy, từng bộ nè, con thấy bộ ấm nè. Ừ. Ấm trà nè. Ừ. Đạt Ma hết, phải có Đạt Ma hết. Không có Đạt Ma sao vô đây được. Không có Đạt Ma là không có ở đây. Này là của họa sĩ Mai Tuấn, anh của Mai Thuyết. Khá thân với thầy.
mà Mai Tuấn nè là nó rất thích làm bùi dán, cho nên cái hình ảnh bùi dán vô đầu nó vẽ Đạt Ma ra bùi dán, thấy không? À, dạ thật chứ. Dạ. Được, mỗi bức tranh là một kỷ niệm với thầy, mà hay cái là đi, đúng là thầy nói là đi tới đâu thầy nhớ tới đó, thầy không bao giờ quên được cái kỷ niệm đó, không bao giờ quên được. Dạ. Bây giờ mà bất kỳ một cái nào mà dạ. Quang Châu mà chỉ thầy nói cái này thầy mua bao nhiêu, ở đâu, trong cái trường hợp nào thầy nói rành 6 câu vòng cổ. Nhớ đến mức độ như vậy. Đây là một không gian mới tới đây. Đây là nơi trà đạo của thầy ha. Đây là cũng là một bộ sưu tập đẩy trên lầu. Thì nó sẽ có rất là nhiều bức tượng kỷ niệm đối với thầy. Mà nhiều sâu sắc thì có bức tượng nào nhất không? Nhất thì nói cho đúng, đây là bức tượng sâu sắc nhất. Còn nhất thì một trong nhất chứ không phải là nhất. Dạ rồi. Đem từ Canada về đây là gốm Tử Sa. Gốm Tử Sa luôn mà to luôn đó thầy. Thì cái ông đó bụi bặm quá thấy không? Bây giờ để thầy lấy nè, thầy mỗi lần có thầy. Thầy ơi sao đây nè. Cái tướng của ngài thấy nó rất là cơ bắp á, gọi là cơ bắp. Không, cái chổi đàng hoàng nha. Dạ, đàng hoàng. Không có quét chổi mịn thì mịn luôn. Ngài nhìn rất là cơ bắp giống như là tập tạ. Coi gân ha. Gân tay, đó. Từng cái đường gân nè. Đúng là đặc biệt thì thầy. Đây là thầy sở hữu cái này là mà 30 mấy năm ở bên Canada, 30 mấy 40 năm. Thì thầy đem cái này về từ Canada, thì đem về cực kỳ gian khổ. Cực mỗi kỳ hình dạng khác nhau, không có nào giống nào luôn. Đúng rồi. Quá hay luôn. Cực kỳ gian khổ. Đây là gì mà các ngài Đạt Ma theo kiểu Đa Rư Ma thầy nói nè. Đó. Nhưng mà kiểu Việt Nam mình nha, đúng không thầy? Của Việt Nam mình. Đây nè. Dạ. Cái hồi đó là thầy mê cái kiểu Dharma lực đực này, thầy mê kinh khủng lắm. Thì á hồi bên Canada thì thèm lắm mà tiền đâu mà mua. Dạ. Có một cái tượng nó y chang vậy ha. Thầy lấy mẫu ra, thầy kêu Trung nó làm mà. Là của anh Trung làm. Thì cái tượng đó là nó nằm trong viện bảo tàng của Nhật Bản mà thầy mê lắm, rồi thầy cứ in ra. Rồi thầy nói hy vọng một ngày nào đó gặp một ai đó có thể giúp mình làm được cái này. Thì tự nhiên Trung nó xuất hiện. Mà nó làm đúng y chang luôn, thì đưa cái mẫu cho nó coi, nhưng mà nó làm lại cái màu mình thích hơn, cái màu và cái tượng Đạt Ma đó trong viện bảo tàng đó nó là màu đỏ. Còn đây thầy làm màu xanh lá cây. Đó, thì từ cái tượng đó thầy kêu Huỳnh Long làm cho thầy luôn. Đây. Đây. Đó là một đó. Dạ, cái này mấy cái này là một đó. Là một hết. Hay quá. Thấy hai con mắt không? Vậy. Huỳnh Long nè. Nói thầy con làm con mắt sống cho thầy luôn, chỉ có một mình thầy lấy ra được à. Không biết cách lấy còn lấy được đâu. Dạ. Đó, hai con mắt lúc lắc được. Dạ. Thì nó nói vậy thôi chứ lúc lắc biết được cũng ra, hiểu không? Mà đại khái vậy. Dạ. Có ai mà ngỏ ý thầy lập những cái kỷ lục của Việt Nam hay là kỷ lục thế giới về về cái hành trình của thầy không? Thầy cũng thấy rất là quý đó với con nghe là dạ. Thì cũng có nhiều người. Yeah. Có nhiều mấy lần như vậy. Hồi đấy cách đây cũng 7-8 năm về trước, tự nhiên điện thoại cho thầy. Dạ. Nói không biết tại sao họ biết thầy nữa. Chắc qua ai nói gì đó thì nói có muốn vô kỷ lục Phật giáo hay không. Thì lúc đó thầy cũng chân ráo chân ướt mới về Việt Nam. Thầy nghe cũng vui. Được. Thì hỏi cái điều kiện để vô thì họ nói phải đóng trước 14-20 triệu, 20 triệu gì thầy đó, thôi cảm ơn. Thôi để từ từ. Thầy nhưng mà trong tương lai thầy muốn vô một cái kỷ lục Việt Nam hay là như thế nào đối với cái những bức tượng của ngài? Nói đúng ra điều đó không có quan trọng gì đối với thầy hết. Tại vì thầy chơi là một cái ý, một nó mang cái đam mê kín đáo vậy thôi. Chứ thầy không có muốn mà quảng bá, hiểu không? Nhưng mà có rất là nhiều người nói tại sao như vậy thì đó cũng uổng. Bởi vì mình phải cho người ta biết ở Việt Nam này đang có một cái người mà sưu tập Đạt Ma nhiều như vậy để cho ta chiêm ngưỡng nhé. Thì nó cũng làm thầy suy nghĩ nhiều lắm. Và có nhiều người nữa là kỷ lục Phật giáo, kỷ lục thế giới. Nó đã gọi với thầy luôn. Nó gửi thông tin qua, nó mời thầy vô. Mà tới bây giờ là cũng được năm mấy hơn rồi mà thầy cũng chưa có thời giờ. Thì biết đâu chuyện đó không nói được, thấy không? Dạ. Ngày nào đó thấy được. Quý quá thầy, rất là quý luôn á. Không nói được. Đây, thấy không? Rồi là thầy mua cái bức này nè, bên Canada nè.
Dạ, thì cái ông tàu đó, ông cái ông người tàu đó, ông chụp hình ông gửi cho thầy coi luôn. Thầy có bằng lòng không á, ông mới mua cho thầy. Vừa thấy thằng đó ok liền, là ông đó. Nhìn cơ bắp quá, cơ bắp á. Chắc luyện gió công á, tại dạy võ cho Thiết Lâm Tự mà. Ồ, vũ kế Đức Phật đàng hoàng nhá. À. Nhưng mà mình đốt trầm với cái nó ra cái màu đen ha, gì đây. Đó, đốt dở đặt ma lên, bỏ trầm vô đốt. À, ra lỗ tai, ra lỗ mũi, ra khóe miệng. Đó. Dạ, đặt ma xong trầm đàng hoàng. Nhưng mà cái có những đặt ma con thấy là giống như cái hình tướng mà anh Long hay làm, con thấy là giống như có cái áo rồi, ở trong không có gì hết, thì cũng là một ý nghĩa rất là hay đó. Tại vì nó cái đó dạ. Tất cả đều có ý nghĩa. Dạ, ok. Dạ. Thì mình thấy đặt ma nhiều kiểu này lạ kiểu kia, thôi mình cứ tự khám phá. Nó hay hơn là dạ. Để nó hay hơn là ví dụ như đúng không? Đúng. Tự mình khám phá. Họa sĩ nó vẽ nó ra nhưng mà nó cũng như thơ vậy đó, thấy không? Thơ là thơ, mục đích nó không bao giờ nó chấm phẩy. Thơ đúng ra không nên chấm phẩy. Để cho độc giả đọc muốn hiểu sao hiểu. Dạ. Đó là kết thúc mở, cái mở hết rồi. Đó mới hay chứ nó chấm phẩy là rõ ràng rồi. Không nên. Đội nón lá không á nha. Nhưng mà có những bức tranh vẽ đội nón lá thật luôn. Cộng cái này thầy thêm thôi. Dạ. Mua cái nón lá nhỏ nhỏ thêm vô ha. Cái này bản thân này thêm vô. Này nó là dễ cưng quá trời luôn. Cái này hình như bằng đá luôn á thầy. Gỗ. Nhìn gỗ rất lạ thấy không? Dạ rất lạ luôn. Đeo vàng nha. Ông là đeo vàng múa giỏ. Gì đó Châu sếp của Long á. Dạ. Kết bức này lắm. Dạ. Lên đây rồi ha, anh Châu lên đây rồi ha. Lên cái kỳ đi qua triển lãm đó. Dạ. Đây phòng thờ của thầy. Trên đây lại là một cái không gian nữa.